Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay ngày 14 tây tháng 2 nha quý vị các bạn. Cái tùng mai vàng giao lưu đến quý vị số mai bonsai, đế nôm, gián thú. Rất đẹp nha quý vị các bạn. Địa chỉ mình ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu 0339328187 nha quý vị. Hình thức mình là bao ship bao sống cho anh em mình toàn quốc nha. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em xem nha quý vị các bạn. Qua trời nồi đế đóng đóng luôn anh em ơi. Hàng siêu phẩm anh em ơi. Hàng chuẩn bonsai nha. Đây. Con thú đẳng cấp anh chị các bạn. Thú xù luôn. Mình sơ lược một vòng cho quý vị xem tham khảo nha. Anh em coi cái cây này nè. Hết biết luôn. Rồi không mất thời gian của anh em, mình tiến hành vô cây số 1 anh em ơi. Này rồi chào anh em nha. Này giao lưu anh em số bonsai đẹp anh em ơi. Đó, cây này cái xù mini đĩa bàn nha anh em. Rồi cái số 1 của chị bạn, chiều cao của nó là 39 nha anh em. Cũng hoành nó không nói nên chuyện nha anh chị bạn. Hoành là có 9 nè. Đó, em đo ngay vị trí đó chính là anh em về mình cứ đo ngay vị trí đó này cho em nha em quý vị các bạn. Đây cây nó lên sụt chứng hết luôn chị bạn. Rụt cột khó ráo nha. Ồ, mã số 1 mini đĩa bàn em giao lưu quý vị các bạn là giá là 350 nha. Mã số 1 anh chị các bạn. Cây bao đẹp anh em ơi. Đó, có 350 nha anh chị các bạn. Để nôm. Số nôm của nó là 16 anh em ơi. Rồi em qua mã nha chị các bạn. Chị các bạn thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em cùng xem nha quý vị các bạn ơi. Rồi em lên cây xù nha anh chị các bạn. Xù trứng anh em ơi. Cục luôn anh em. Đó. Xù trứng nha của chú anh chị. Bạn bán giá mềm cho anh em mình chơi luôn. Anh em nào thích xù trứng bonsai lấy cái này về chơi nha. Chiều cao của nó là 37. Anh em đo ngay vị trí này là được 10 nha anh em ơi. Đó, em đo cái củ nó coi. Củ xù nó nha anh chị bạn. Củ của nó là 39. Bao đẹp anh em ơi. Xù nha anh em, xù trứng nha anh em, trứng lọc. Rồi, mã số 2 em vô lô với các bạn là giá 450 nha. Hàng mini đi bạn anh em. Đây. Em bên cây bonsai sụn trứng lên chị bạn. Cái nồi đế nó dữ lắm anh em ơi. Sụn trứng cục nè anh em. Anh em thấy những cái điểm sụn nha. Rồi, chiều cao của nó là 48 nha chú anh chị. Hoành em đo ngay vị trí này là 16 nha anh em. 16 hoành nha chú anh chị. Em đo sổ nôm coi, sổ nôm của nó là được 24. Này bộ nhiều đế nhiều nha anh em. Tổng của nội đế nôm nó là 71 anh em ơi. Đế đặc luôn của chú anh chị. Cây bonsai nghệ thuật sụn trứng. Mã 3 em vô luôn 1,2 triệu nha anh em. Cái hoành không nói đến chuyện nha anh chị bạn. Chủ yếu là bộ đế với thân thế đẹp nha anh chị các bạn. Sụn trứng nha anh em, trứng lọc. 1,2 triệu anh em ơi. Em lên cái xù mắt che mắt chút anh em ơi. Mình mẩy nó u nằm hết ráo nhau cho anh chị. Cục luôn. Cây thấy bao đẹp anh chị các bạn. Đế sổ kính cái bầu luôn. Tay cành đều giót ngọn nha anh em. Chiều cao là 68. Em đo ngay đây là 18 nha anh chị bạn ơi. Thì đo rất thước. 18 ngày kim. Rất quậy. Sổ nôm của nó là 22. Cái đường kính bầu hiện tại của nó là 39 nha anh em. Cái này anh em về anh em ép chậu vô 40 nha. Chậu 40 anh em ép chậu vô. Kỳ lực cây anh chị bạn ơi. Rồi mã số 4 cây xù mắt che mắt chút này em giao lưu với anh chị bạn là giá 1,3 triệu nha. Đế lực anh em ơi, 1,3 triệu. Tay cành đều. Những cái mặt hàng này mình đáng sưu tầm anh em ơi. Hàng chuẩn bonsai. Đây, em lên cái siêu phẩm lên nè chị bạn. Hàng đĩa bàn nha anh em. Đế nôm rất đẹp. Chiều cao của nó là 48 nha cô chú anh chị. Cái hoành nó có 13 anh em ơi. Củ nôm của nó 33. Sổ nôm của nó là 20 nha anh em ơi. Cây này hàng đĩa bàn tương lai nha anh em. Bao đẹp.
mình máy nó sần sùi đó nha anh chị bạn. Mã số 5 em Zalo 700 nha cô chú anh chị. Đó, 700k. Em qua mã anh em ơi. Đây. Cái này siêu phẩm nha anh em. Wow, trời cái đồ đấy của nó là anh chị các bạn. Ồ. Tay cành có sẵn luôn. Anh em về mình trồng mình cứ cái mạnh dạng mình khui đất ra nha anh em. Chứ đừng để nguyên đất trồng nha anh chị các bạn. Chiều cao của nó là 81. Hành nó em đo ngay đây 16 dư, gần 17 nha anh em. Sổng nôm của nó là 27 anh chị các bạn. Không có nồi nôm đặt của nó là 80. Ồ, nó sổ xuống anh em ơi. Nguyên cái bệ nè, đặt cứng luôn. Hàng bao sai nha anh chị các bạn. Rồi mã số 6 này em vô luôn quý vị các bạn là giá 1,7 triệu nha anh em ơi. Thì tiền nào của nấy anh em, nhìn cái cây anh em đánh giá nha. Đó, 1,7 triệu, mã số 6. Đây. Quá trời luôn. Mình cứ bày đặt nó luôn anh chị các bạn. Hết biết luôn anh em ơi. Đó. Một con thú luôn anh chị các bạn. Chiều cao của nó là 54. 20 hoành của chú anh chị. Cái nồi nôm nha anh em. Tổng cái nồi nôm của nó là 86. Sổng nôm của nó là 27 nha anh em. Đó, chịu cô chú anh chị mình nhờ thấy những cái cây mai cỡ này nha anh em. Cái nồi đấy của nó tới con chuyện luôn. Rồi mã số 7 em vô luôn 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Đấy nôm mở đặt luôn anh em ơi. 1,7 triệu nha anh em ơi. Em bao ship tàu bắt cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, em qua mã. Đây. Mã số 8. Ồ, cây này lụp cây. Đồ đấy kìa. Trời ơi. Tay cành đều nhau cho chị dốt ngọn. Chiều cao là 94 nha anh em. Nó 20 hoành của chú anh chị mình ơi. Ờ. Sổng nôm của nó là 26. Đấy lực, đấy bao đẹp, tay cành đều. Dốt cây nhau cho anh chị. Rồi, mã số 8 em vô luôn 1,5 triệu anh em ơi. Cái đường kết bầu nó 48 nha nè, gần 49 á. Cái này anh em ép chậu vô chậu 50 nha. Ồ, cái này dốt ngọn. 1,5 triệu nha, mã số 8. Em coi mã nha cho anh chị. Đây lên cây bạc phong anh em ơi. Cái này cái mặt cắt nó liền nó sành đá này nha anh em. Sành đá là anh chị bạn, nó cuốn mép qua nè anh em. Ồ. Đấy nôm đặt luôn anh em ơi. Rồi em vô thông số. Mã số 9. Chiều cao của nó là 42. Cái hoành em đo ngay vị trí này là được 19 nha cô chú anh chị. Đó. Số nôm của nó là 24. Tổng của nồi nôm của nó là 90 anh chị bạn ơi. Đường kính bầu của nó là 40. Rồi mã số 9 này em giao lưu với gì các bạn là giá 1,4 triệu. Ồ, em bao sống bao ship cho anh chị bạn các bạn mà luôn nha. Đấy động đặt luôn em ơi. Rồi em qua mã. Ê, lên mã 10. Rồi tiếp tục lên mã 10 nhau cho anh chị. Wow trời cái nồi đấy. Mai này đế đẹp, thân đẹp, dáng thú nha đẹp. Chiều cao của nó 82. 18 hoành ngay kim anh chị bạn ơi. Sổ nôm của nó là 25. Đường kính bầu của nó là 40 anh em. Cái nồi đế nôm của nó 86. Đó anh em coi đấy nó sổ cỡ này nhau cho anh chị. Tay cành đều luôn. À, rồi mã số 10 em Zalo 1,5 triệu anh em ơi. 1,5 triệu chị bạn. Cây thế bao đẹp anh em ơi. Đó, vô cây thế bonsai nhau cho anh chị. 1,5 triệu mã 10. Rồi, em lên cái chụp quân tử anh em ơi. Nồi đấy hết nói của nồi đấy luôn anh em ơi, chụp quân tử. Anh em coi nó lực cây nhau cho anh chị. Nó nuôi cái nồi đấy không anh em ơi.
Rồi chiều cao nó 1m14 nha cô chú anh chị. 25 hoành anh em ơi. Cấn. 22 nha cô chú anh chị, nó bị cấn anh em ơi, thông cảm nha. Đó. Không cấn nha. Rồi cái củ đặc nó nha anh chị bạn. Củ đặc là 64. Đường kính bầu là 74 anh em ơi. Đó anh em coi. Đó, nói luôn chị bạn. Trực quân tử. Mã 11. Tay cành đều dốc ngọn. Mã 11 này em giao lưu 2,5 triệu nha anh em. Bệ đế của nó nè anh em ơi. Quá trời luôn. Cái này anh em mình đáng sưu tầm tương lai. Rồi qua mã 11 của chú anh chị. Đây, em lên một con thú xù mã 12. Anh em coi cái bệ lưng nữa là chị bạn. Hết biết luôn. Thú xù. Rồi anh thông số nhau cho anh chị. Chiều cao của nó là 1m05. Hoành em đo ngay đây là 30 anh chị bạn. Đo ngay vị trí này nha anh em. 30. Rồi tổng có nồi đế của nó là 1m20. Cái mình dài của nó là 36. Cái đường kính bầu của nó là 60 nha anh em. Đó anh em coi cây rất đẹp. Xù nha anh em. Đó. Rồi mã 12 em giao lưu với quý vị các bạn, thú xù này là giá 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu nha chị bạn. Cây bao đẹp. Đó anh em nghiên cứu kỹ cây, mắc bắt tiền quay kỹ cho anh em mình xem cho cận cảnh hơn. Đó. Bao đẹp luôn anh em ơi, nhìn cái mặt nào cũng mặt tiền nha cô chú anh chị. Tay cành đều luôn, vót cây nâng cây. Rồi, em qua mã cho anh chị. Rồi, em lên con thú nữa anh em ơi. À, mã 13 nha chị bạn. Em ghi lộn 14 rồi. 13 nha anh em. Tiếp tục lên con thú nữa anh em ơi. À, nguyên con thú bao tay luôn. À, nhìn cái mặt nào cũng có duyên nha anh chị bạn. Rồi thông số. Mã 13. Chiều cao của nó là 84 rồi chị bạn ơi. Quanh eo là 22 dư, gần 23. Đó. Sổ nôm cái mệnh của nó là 39 nha anh em ơi. Đôi giót nãy quay giờ quên đôi giót. Giót ngọn chín. Đó. Rồi, em giao lưu con thú xù ấn thú này là mã 13 giao lưu 2,5 triệu nha anh chị bạn. Đó anh em coi. Đó. Rất đạt nhau cho anh chị. Đó, rồi qua mã. Tiếp tục lên cây trực quân tử nha anh em. Đó, cây này là bể xù khá nhiều nha anh chị bạn. Nứt nứt hết luôn anh chị bạn ơi. Rồi anh đo thông số. Giót ngọn. Chiều cao 1m09 nha cho anh chị. Giót ngọn là 8 anh em ơi. Anh em đo ngay đây là 28 nha cho anh chị. Đó. Rồi anh đo cái cũ nó ra anh chị bạn ơi. Cũ nó là 65. Sổ nôm là 22. Cây này lực sĩ anh em ơi, đang lên xù rất là nhiều. Cây này tay cành lực. Đó anh em mà coi mấy cái điểm xù này nha. Dài lên trên luôn anh chị bạn, nó bung ra hết ra nha. Đó, cái này anh em về nuôi chừng 2 năm nữa là bung bít mình luôn anh chị bạn. Để lực. Rồi mã 14 này em giao lưu quý vị các bạn là giá là 3,5 triệu anh chị bạn ơi. Tay cành lực sĩ nha anh em. Đó, dốc ngọn có 8 anh chị bạn. Hoành 28 là dốc có 8 anh nha anh em. Rồi qua mã của chú anh chị ạ. Rồi tiếp tục lên mã 15. Ồ. Cây chụp lắc chứng thú nha anh chị bạn, dốc ngọn, tay cầm đều. Chiều cao nó 1m19 nha anh em. 28 hoành anh em ơi. Cái bệ em đo cái bệ đặt nó nha cô chú anh chị. Bệ đặt nó là 64. Tổng cái nồi nôm của nó nha anh em. Tổng nồi đĩa nôm là lộn thước. Tổng nồi đĩa nôm là 1m anh chị bạn ơi. Nôm đặc luôn nha anh em. Đó, cây này rất duyên.
dốt cây tai cành đều. Rồi mã 15 em vô luôn, 3,5 triệu nha anh chị các bạn. Ồ, cây này anh em nó thấy nó cuốn cái đầu lại căng nha anh em. Đó, vô thấy bonsai. Rồi em qua mã thôi cho anh chị. Lên cây siêu phẩm. Cây này cú lít nha anh em. Wow, trời cây. Trực lắc dáng thú nha chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m33. Anh em đo ngay đây là 29 nha chú anh chị. Và tính 28 thôi, nó trượt thước lên nha nè. 28 nha này của chú anh chị. Đó. Cái bề đặt của nó kìa. Đo cái bề đặt đây đi. 63. Không có nổi đấy, nôm của nó là 95. Số nôm của nó là 33 nha chú anh chị. Đường kính bầu của nó là 55. Đó, anh em coi để nó sổ đặt hết luôn nha cô chú anh chị. Đó. 28 hoành. Mà cái nồi đấy cỡ này nha anh em. Tay cành đều chót ngọn nâng cây anh chị bạn ơi. Trực lắc dáng thú để nôm. Rồi cây mã 16 cuối clip nè em vô luôn 5,7 triệu nha anh em. Đó. Cây này vô cây phong cách anh chị bạn ơi. Rất đẹp. Đế lực nữa. Rồi, cuối clip anh chị bạn. À, ngày mới kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong việc nha. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bạn xem nha quý vị. Rồi chào, hẹn lại anh em video tiếp theo nha.